Mình mà có thân á, thì phải trải qua bốn giai đoạn: sanh, già, bệnh, chết. Chữ sanh này á, chúng ta hiểu rộng là gì? Là sự sống. Sự sống này luôn luôn có những thay đổi. Cho nên sống là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, gọi là sanh, lão, bệnh, tử. Đây là bốn khổ của thân thôi nha, chưa nói bốn cái khổ của tâm. Bốn cái khổ của tâm là gì? Thương mà phải xa lìa, ghét mà cứ phải gặp, muốn mà không được. Rồi cơ thể, thân thể, cuộc sống chúng ta thịnh suy, đó là khổ của tâm lý. Còn sanh, già, bệnh, chết là khổ của sinh lý, khổ về thân, khổ tâm. Thì Đức Phật nói á, sanh, lão, bệnh, tử, biến đổi, hoại, diệt. Nó biến, nó đổi, rồi nó đến một lúc nào đó nó hoại đi, rồi nó mất đi. Niệm niệm vô thường, từng giây, từng cái khởi niệm, từng cái tích tắc khởi niệm đều thành vô thường hết, đúng không? Thí dụ mình bữa nay, anh ơi, rồi cái chữ anh ơi nó thành vô thường. Lấy giùm tôi cái này, thì cái câu đó nó thành ra quá khứ. Mình vừa suy nghĩ cái này xong, cái đó nó đi vào quá khứ. Cho nên niệm niệm biến đổi, niệm niệm vô thường biến đổi. Năm cái, năm cái là gì? Chữ cái này nghĩa là ngăn che. Chữ cái này nghĩa là ngăn che. Thì chúng sanh mình có năm cái ngăn che. Một là gì? Tham, sân, hôn trầm, trạo cử, nghi ngờ. Ngũ cái, tiếng Hán gọi là ngũ cái, ở trong này bản dịch tiếng Việt gọi là năm cái. Mà chữ cái này nó không có nghĩa là cái với đực, không phải là ngũ đực với ngũ cái, mà chữ cái này là nó ngăn che. Cái gì nó ngăn che? Cái gì nó ngăn che? Mình không có cho mình tiến bộ. Ví dụ mình muốn tu mà cái tâm còn tham quá, không xả được. Mình muốn yên tĩnh mà còn sân quá, thì tham với sân là hai cái nó ngăn che mình rồi. Một cái thì nó ngăn che, nó làm cho cái tâm mình hẹp hòi, không có biết rộng lượng bố thí. Còn cái sân thì nó làm cho con người mình bực tức xấu xí. Sân thì nói bậy, mà sân thì nói bậy, mà con mắt thì nhìn nó dữ, cái gương mặt nhìn nó dữ. Cho nên từ cái sân nó làm cho con người mình không dễ thương, nó cũng ngăn che. Rồi thí dụ bây giờ á, bản thân mình muốn tiến bộ nhưng mà sân hoài, tiến bộ không nổi. Còn nếu mà nói người ta muốn làm quen chơi với mình mà thấy mình sân quá, người ta cũng sợ. Cho nên mình cũng ngăn che cái con đường có tình cảm, có bạn bè, phải không? Rồi thứ ba là gì? Là hôn trầm. Hôn trầm là sao? Buồn ngủ. Bình thường á, không có tụng kinh, coi phim tàu, thức sáng đêm coi được. Có bạn bè tới ngồi suốt đêm nói chuyện được, mà hãy vô cuốn kinh là bắt đầu ngáp. Mở băng giảng lên là bắt đầu ngồi liêm diêm rồi, mạnh thầy, thầy nói, mạnh mình ngủ. Cho nên nghe pháp không được. Đó là hôn trầm. Hôn trầm tức là một cái trạng thái mê mờ, lừ đừ, làm cho mình không có tỉnh táo để tiếp thu những cái gì hay. Thậm phải nghe pháp không nữa, đi vô trường học cũng vậy. Có nhiều em nó vô lớp, nó ngồi á, nó vui lắm, nhưng mà hãy ông thầy mà giảng bắt đầu dư này nó liêm liêm diêm, nó ngủ. Nó ngủ đâu, từ trong bụng nó ngủ ra vậy. Đó là hôn trầm. Ba thứ rồi. Thành thứ hôn trầm ngăn cản cái gì? Ngăn cản sự học hỏi. Tham thì ngăn cản sự rộng lòng bố thí. Sân thì ngăn cản cái nét dễ thương, cái sự bạn có cái sự mà chúng ta có nhiều người thương mến. Còn trạo cỡ gì, hôn trầm thì ngăn cản sự hiểu biết. Cái thứ tư là gì? Trạo cử. Trạo cử là gì? Trạo cử là một trạng thái bất an, không có yên. Ví dụ như có nhiều người ta ngồi mà cái tai người ta không yên, phải mở bóp lục. Có nhiều khi có nhiều người mình ngồi mình nghe nha, mời đại chúng ngồi tịnh tâm vậy mà vẫn dở sách,
lật rột. Bình thường vậy nè, không có nghe đâu, nhưng mà ở lúc mà nó yên tĩnh vậy đó, mình mở tờ giấy nó cũng nghe nữa, mình mở cái sợi dây thun nó cũng nghe, mình mở cái túi nó cũng nghe. Mà có nhiều người không quen, ta ngồi là người ta phải lăn xăng cái tay người ta, còn không thì ngồi, mình ngồi yên vậy mà họ không yên, mắt họ nhìn. Cái nói chung là cơ thể và trong cái đầu mình nó không yên tĩnh, đó gọi là trạng thái của trạo cử. Mà cái trạo cử nó ngăn che cái gì? Ngăn che sự định tĩnh, cái sự mà lăng xăng của mình đó. Cho nên bình thường phải tập. Cái người trạo cử nhìn biết đó, chuyện không gấp, đi cũng như gấp, bình thường thôi, đâu có chuyện gì mà phải quan trọng. Nhưng mà cái thái độ, cái cách lăng xăng của họ, mình nhìn mình cảm nhận ra được, đó là cái tâm còn trạo cử lắm. Mà cái tâm trạo cử thì cái thân nó thể hiện sự trạo cử. Cho nên tại sao mình ngồi thiền? Mình ngồi thiền đó là giúp cho cái trạo cử. Mình ngồi thiền là giúp cho trạo cử. Mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình lại sám hối là để dứt trừ cái hôn trầm. Rồi cái thứ năm là gì? Là nghi ngờ. Nghi ngờ thì chúng ta không có cơ hội tới gần với ai hết, không làm được việc gì hết. Ví dụ như người ta nói kỳ này ở bên Mỹ cháy rừng quá, thôi bây giờ mình hùng lại mỗi người ít đi, gửi cho Red Cross để mà giúp đỡ, ví dụ vậy đi. Thôi tôi không có làm đâu, tôi biết người ta có lấy tiền ta cho thiệt không, cho có 10 đồng à. Nhưng mà nghi ngờ đủ thứ hết, cái tâm của mình không còn cơ hội để bố thí. Rồi nghe Việt Nam lục vận động cho, thôi biết người ta có đưa không, đưa rồi mất hết tiền của mình. Trời đất ơi, một cái chuyện đại sự mình cho đó bao nhiêu. Nhưng mà đó là mình nói tới chuyện nghiêng, cái chuyện thiện thôi đó, chưa nói chuyện khác nữa. Cho nên bất cứ việc gì mà chúng ta làm mà chúng ta đều nghi, sống chung với người thân mà cũng nghi. Thậm chí con về nói má ơi, tuần này con cần mua sách đi học, thiệt không á, hay mà ta đưa mà mày xài hết đi. Thành thử ra nghi con mình, nghi người thân mình, người thân mà mình còn nghi thì huống chi người dân nước lã. Cho nên chính cái nghi ngờ đó nó làm cho mình bị ngăn cản rất là nhiều. Thì cái đó Đức Phật gọi là năm cái, hay nói theo tiếng Hán là ngũ cái. Mà về cái phần mà ngũ cái này thì nó nhiều thứ lắm. Có khi thì có người thì nói là bất tín giải đãi, có khi ta thế vô. Thành thử là mình có thể liệt kê là tham, sân, hôn trầm, trạo cử, nghi ngờ. Cũng có khi gọi là tham, sân, trạo cử, bất tín, giải đãi. Có chỗ thì bỏ chữ giải đãi, thêm phóng dật. Phóng dật là gì? Là phóng túng. Sống một cuộc sống không có nề nếp, không có sự lề lối, không có cái ngăn nắp, buông thùa, thì cái đó gọi là phóng túng. Đó cũng làm thành thử ra tùy mình, nhiều cái cách để mà mình giải thích cái ngũ cái lắm. Mà những cái đó nó đều, cái gì mà nó khởi lên mà nó ngăn cản mình, nó cản trở mình, nó không cho mình tiến bộ, đều thuộc về. Ví dụ như làm biếng đó cũng là một loại ngăn che đó. Muốn đi học mà sao làm biếng qua, rồi cũng không học được. Muốn tụng kinh mà sao làm biếng qua, cũng không tụng kinh. Muốn niệm Phật mà sao làm biếng quá. Thành ra cái gì mà có sự lười biếng ở trong đó thì không có cái gì nó thành tựu được hết. Rồi thứ thế là gì? 10 triền. Chữ triền nghĩa là trói buộc. Cái này gọi là thập triền. Tiếng Hán gọi là thập triền, tiếng Việt dịch là 10 triền. Chữ triền nghĩa là trói buộc. Thì cái gì nó trói buộc mình? Thứ nhất là vô tàm. Vô tàm là gì? Không có biết tự hổ thẹn. Thứ hai gọi là vô quý, nghĩa là không có biết hổ thẹn với người. Mình làm sai, mình thấy người ta, mình tự nhiên mình hổ thẹn. Đó là mình hổ thẹn với người, hổ thẹn với mình, gọi là tàm quý. Hai thứ. Thứ ba là tật. Chữ tật này là gì? Là ganh tị. Ta kêu là tật đố đó. Mà con người mà có tật đố rồi là nó trói mình. Tại sao gọi là trói? Tại vì khi mà chúng ta
chúng ta không biết hổ thẹn, chúng ta không biết để cho cái ganh tị mà nó khởi lên, thì tiếp những hành động của sự ganh tị nó sẽ biểu lộ. Những thái độ của sự ganh tị nó thể hiện từ ánh mắt, nó thể hiện từ cái nhìn đó, cho nên rồi nó trói mình, nó làm cho mình không còn vui vẻ. Tự nhiên mình thấy người ta thành công vậy, cái mình ganh tị, cái tự nhiên cái thái độ, cái lời nói của mình. Cho nên tiếng Hán gọi là tật đố, chúng ta đọc là ganh tị, là ba thứ rồi phải không? Vô tàm, vô quý, ganh tị. Thứ tư là gì? Thứ tư gọi là sang. Chữ sang này là gì? Là sang tham. Nói theo tiếng Việt là bủn xỉn, là keo kiết. Sang thì nó có năm thứ nha. Mình keo kiết ở mặt nào, mình sang ở mặt nào. Thứ nhất là tiền của. Thứ hai là lời khen hay là lời nói. Thứ ba là gì? Chỗ ở. Thứ tư là bạn bè. Thứ năm là giáo pháp. Có năm thứ mà người đời dễ mắc vào cái việc đó. Ví dụ như là cái chuyện mình sang tham tiền của thì nó dễ rồi, ai cũng biết rồi. Mà thể hiện bằng cách nào? Mình chỉ muốn xài của người thôi mà không bao giờ biết sử dụng của mình. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như mình đi đâu á, mình chỉ muốn đi xe người ta thôi, không muốn lấy xe mình. Hỏi sao vậy? Xe tôi mới lắm, đi lâu nó hư. Bộ xe người ta không hư sao? Rồi cái mình nói thôi đi xe của tôi hao xăng lắm, đi xe của chị đi. Tức là chữ sang nó nghĩa là mình muốn xài của người khác mà không muốn sử dụng của mình. Nó thể hiện cái sang. Chữ xờ là sang chứ không phải sang. Thì như vậy thì chữ sang là mình bỏng sẻn. Bỏng sẻn thứ nhất là tiền của, thứ hai là lời nói. Ví dụ có nhiều người á, mình sống với nhau một ngày, ở chung với nhau một phòng, ở chung với nhau một chùa, một chỗ, một nhà, mà từ sáng tới tối không ai thèm đếm xỉa tới ai hết. Gì đó, cái đó là mình bủn xỉn, keo kiết lời nói. Chào cũng không chào, hỏi cũng không hỏi, ta kêu chào hỏi. Thí dụ gặp nhau, chào anh, khỏe không? Chào là chào anh, khỏe không là hỏi. Tới giờ ăn cơm rồi, anh ăn không? Ăn không là hỏi. Mời anh ăn cơm, đó là chào. Cuộc sống là phải có chào, có hỏi. Mà chào cũng không, mà hỏi cũng không, thì mình keo kiết lời nói. Đó là mới có chuyện đó thôi nha. Chứ còn nhiều người còn nặng nữa, là chẳng những như vậy mà cũng không hề có khen. Ai làm gì ra chỉ có một chiều thôi, chê thôi. Vậy mà có gì đâu hay. Nhưng mà hỏi chị làm không? Không, làm chi? Còn không thì hỏi cái này dễ ợt à. Tại tôi không rảnh đó. Chứ phải chi dễ ợt mà tôi làm mà nó dễ rồi phải không? Nó dễ ợt rồi tôi không làm. Cho nên sang keo kiết của tiền của, keo kiết lời nói, keo kiết cái sự mà gọi là khen người. Thứ ba là gì? Chỗ ở. Có nhiều khi rộng mênh mông mà không cho người ta tới, không cho người ta xe. Đi xe rộng vậy đó mà ghét người đó, không cho họ quá gian. Còn không đi xe rộng vậy đó mà dơ lên, sợ dơ xe. Thí dụ vậy. Rồi thứ tư là cái gì? Là bạn bè, người thân. Ví dụ mình quen với cái chú đó mà chú đó rất là giỏi về cái việc đó, mình sợ mình giới thiệu cái mai mốt á, chú này sẽ bị người này nhờ, cái không người nào không phải của mình nữa. Có nhiều khi mình biết một người nào giỏi muốn làm của riêng thôi, không muốn giới thiệu với ai đó, sợ rồi quen chú này quen người này kia rồi mai mốt mình nhờ vả không được nữa. Cái đó gọi là sang tham ở cái chỗ gọi là bạn bè. Và cái thứ năm là gì? Là giáo pháp. Giáo pháp này là gì? Không phải là vấn đề giáo lý kinh điển, mà đôi khi những cái lời đạo đức, những cái lời hay chúng ta biết được, chúng ta phải chia sẻ, chúng ta phải khen ngợi, chúng ta phải nói lên. Thì đó, vô tàm, vô quý, tật đố, sang tham là bốn rồi. Rồi cái thứ năm là gì? Hối hận. Hối hận là gì? Thật sự ra hối hận là tâm tốt.
Nhưng mà chúng ta hối hận mà chúng ta không biết đi xa hơn cái chuyện hối hận mà dừng ngay đó, thì nó lại là một sự trói buộc mình. Pháp Hòa ví dụ, nói hồi xưa tôi hay có cái tâm đối xử kỳ thị, không tốt với cái người đó. Bữa nay tôi biết rồi, thôi tôi hối hận quá, tôi không bao giờ làm như vậy nữa, mà ngược lại tôi phải đối xử tốt với người đó. Thì cái hối hận đó tốt. Còn nhiều khi mình làm sai xong mình hối hận rồi mình khổ chứ cái hối hận đó. Mình không có biết làm sao để mình làm tốt để mình trả lại cái sự hối hận đó. Mình phục hồi cái sai đó. Thì lâu ngày người này có thể đi tới tự vẫn, bỏ cuộc. Tại sao? Tại vì chỉ biết hối hận mà không biết làm gì để chúng ta bù đắp lại cho cái việc làm sai quấy của mình. Cho nên hối hận là tốt. Ai mà có cái tâm ăn năn hối cải là tốt. Nhưng đừng dừng ở đó. Mà hối hận mà phải hối cải nữa. Hối cải là gì? Hối cải thì nó rộng hơn. Chúng ta thấy sai những cái đó và bắt đầu chữ cải này là đổi. Chữ cải này là đổi, cho nên gọi là ăn năn thì phải hối cải. Chữ cải là đổi lại, biến đổi lại, đừng có làm cho nó sai. Đừng có làm nó đúng như vậy nữa, mình phải đổi ngược nó lại. Vì vậy cho nên nếu mà mình không có cái đó thì nó trói mình, nó trói mình lại, nó sai sử mình. Cái thứ sáu là gì? Là hôn mê, gọi là thùy miên. Có chỗ gọi là hôn trầm. Nó cũng giống như ngủ cái vậy đó. Nhưng mà nó nằm, nếu mà nói về thập triền á, 10 cái nó trói mình. Có nhiều người mê ngủ. Trời ơi, ngủ ngày không đủ, tranh thủ ngủ đêm. Ngờ u ngu hỏi ngủ, ngủ riết mất dấu vẫn còn ngủ. Ngờ u ngu hỏi ngủ, mất dấu hỏi rồi vẫn còn ngủ. Mà bây giờ nó hết ngu thành đần. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là không ngủ, nhưng chúng ta đừng ngủ nhiều quá, nó mất thời gian của mình. Và có nhiều khi mình rất là mệt, nhưng mà tại vì sự việc chúng ta phải làm, tự nhiên chúng ta phải thức dậy chúng ta làm. Cho nên ngủ thì không phải là không tốt, nhưng mà cái gì mà chúng ta đắm chìm ở trong đó thì nó gọi là triền. Nó cột mình. Nó cột mình. Có những lúc cần phải tỉnh không được ngủ. Rồi, cái thứ bảy là gì? Là trạo cử. Cũng y như ngủ cái vậy đó. Là lăng xăng từ trong tâm ý. Thí dụ mình ngồi thiền á, mà cái đầu mình nó nghĩ lung tung hết trơn á, là mình biết là cái tâm mình là tâm trạo cử đó. Thì người nào mà bị như vậy đó, đừng có bỏ cuộc. Chính mình bị như vậy cho nên mình phải cần ngồi thiền nhiều hơn nữa. Cũng giống như người nào mà nói thôi tôi còn sân si dữ lắm. À, anh còn sân si thì anh phải quy y gấp. Anh tu gấp để anh giảm sân si. Còn anh nói rằng tôi còn sân si lắm, để khi nào tôi hết sân si tôi mới quy y. Thì không bao giờ có chuyện đó. Mình không tu lấy gì nó bớt. Cũng giống như mình nói cái chuông này nó bị dơ đi. Nó thôi, để nó tự hết đi chứ chùi làm chi. Biết nó dơ thì phải chùi. Cái nhà nó dơ thì phải lau. Mà nó cho dù nó đóng bụi cỡ nào đi nữa, mà nếu chúng ta chịu chùi thì có ngày nó sẽ sáng. Bây giờ cái phòng này nè, nếu cái phòng này mà chúng ta không mở đèn, nó có thể nó tối suốt cả 10 năm. Nhưng chỉ cần bật một cái đèn lên thôi, là tức khắc cái bóng tối của 10 năm đó nó đi vào, nó mất hết. Cái tu cũng vậy. Cho dù mình có tối tâm cỡ nào đi nữa, mà chúng ta chỉ cần tu tập, nó lé lên một chút ánh sáng của tuệ giác, của trí thôi, thì tất cả những vô minh đó nó mất hết. Cho nên cái phòng mà tối cỡ nào mà chỉ cần có ánh sáng, thì cái bóng tối đó dù cho bao nhiêu năm nó cũng mất. Vì con người chúng ta cũng vậy. Mình vô minh, mình mê tối, thì chỉ cần có chịu khó học hỏi thì ánh sáng nó mở ra. Trạo cử hôn trầm. Cái thứ chín là gì? Là phẫn. Phẫn này là giận tức, mất chánh niệm. Chữ phẫn á, nó đưa tới cái hận. Phẫn là mình lộ ở bên ngoài, còn cái hận nó nằm ở dưới.
Tôi rất là căm tức cái anh đó, tôi rất là giận cái anh đó, nó hiện lên. Cái người nào mà nổi đùng đùng lên đó kêu phẫn. Nhưng mà hãy cái người nào mà để trong lòng không nói ra gọi là hận. Thì cái này nó cũng trói mình đó nè. Cái người mà nóng giận tức tối thì nó trói mình, nó làm không mình mất chánh niệm. Và cái cuối cùng là phú là gì? Phú là ngăn che. Thí dụ mình làm sai, mình ngăn che thì người ta không biết để sửa. Bây giờ ở trong xe của mình á, nó có một cái gói rác mà ai không biết đem giấu ở đâu đó, mình mò tìm không ra. Hôi không? Bắt đầu lâu ngày là nó hôi lên. Thì cuối cùng phải đi tìm cho được cái gói đó, đem dục đi thì nó hết cái mùi hôi. Chúng ta cũng vậy. Thí dụ những cái gì mà chúng ta che giấu, lỗi lầm thì không có cơ hội để chúng ta cải thiện, không có cơ hội để chúng ta thay đổi nó. Cho nên cái này gọi là thập triền, ở trong bản dịch gọi là mười triền, mười cái nói trói mình. Thì nguyên câu này là niệm niệm vô thường, năm cái mười triền che đậy, luân hồi ba cõi. Ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Chúng ta cứ quanh quẩn ở trong ba cõi này, phải chịu sanh tử không có trước sau. Chúng ta chịu sanh tử luân hồi, không có trước sau, cũng như vòng bánh xe. Thường thường quý vị thấy cái bánh xe không? Mình nhìn cái bánh xe tròn thì mình biết chỗ nào mà là cái khởi điểm đâu, vì nó tròn mà. Thì ở trong kinh Phật nói cái sự luân hồi của chúng ta. Cho nên á, nếu mà nói cái chỗ luân hồi, người ta vẽ một cái bánh xe. Trong đó người ta đưa ra những cái hình ảnh của sáu cõi. Cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Sáu cõi mà không có nguồn cội. Giống như mình đây nè. Mình bây giờ mình hỏi anh mới bắt đầu hả? Anh mới bắt đầu của cuộc sống con người thôi, chứ anh là sự tiếp nối của vô lượng cái luân hồi, không biết được. Bây giờ mình nhìn một cái ly nước, mình nói ly nước này bắt nguồn từ đám mây nào, từ nguồn nước nào, không biết, vì nó là một sự luân hồi. Thí dụ bây giờ mình, quý vị thấy tuyết nó tan ra, nó tan ra rồi nó đi về cống, rồi sông, rạch gì đó. Rồi bắt đầu người ta mới lấy nước, người ta lọc, người ta đưa vô trong cái city cho mình xài nước. Rồi mình xài nước cho mình uống, rồi mình đi tiểu, mình đào thải ra cống. Cho nên giờ hỏi nước này bắt nguồn từ đâu? Đây là một ly nước luân hồi mà không có chỗ bắt đầu, không trước, không sau. Nó có cái bài hát bằng tiếng Anh đó: no coming, no going, no after, no before. Không đi đâu cũng không cần tới, không trước cũng không sau. Vì chúng ta là một sự tiếp nối mà vô thủy vô chung. Ta không có bắt đầu gọi là vô thủy, không có chỗ cùng tận gọi là vô chung. Thì ở chỗ này á, Đức Phật nói chúng ta luân hồi, phải chịu sanh tử mà không biết cái điểm nào là điểm bắt đầu, mà cũng không biết chỗ nào dừng. Như vòng, cũng như vòng bánh xe, cái khổ của chúng sanh mình vậy. Bởi thế Như Lai, bởi vì vậy mà Phật lập giáo cũng tùy theo cơ nghi của chúng sanh. Ôi chà, chúng sanh mình đủ kiểu như vậy, cho nên Phật á, lập ra những giáo nghĩa, những giáo lý cũng tùy theo cái cơ nghi của chúng sanh. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ quý vị ngồi ở trong một cái chánh điện đây mà ngồi mỗi người mỗi kiểu rồi đó. Tại vì hôm nay Pháp Hòa ngồi tuốt ra ngoài này nè. Cho nên mấy vị nào mà ngồi trên này mà nếu mà xoay mặt lên đây thì ngó trên này chứ đâu thấy em. Cho nên quý vị này mới xoay qua chiều này để thấy. Rồi mấy vị này mới xoay qua chiều này để thấy. Nhưng mà Pháp Hòa tuốt trên này mà mấy cô ngồi xoay qua về có thấy hai bên mà không thấy đây. Vậy thì cái mục đích của mình á, là mình làm ngồi như thế nào để mình thấy được người nói. Cho nên mình không cần phải bắt chước ngồi ngang chân như cái người ở trên. Mình ngồi sao nó đúng với cái độ ngồi của mình mà mình nhìn được thấy người nói. Đấy phải là ví dụ thôi.
Nên nãy giờ cô mỏi lưng lắm không? Tại vì cô ngồi đây mà cô cứ say. Tại vì sao? Mình phải chỉnh cái chiều ngồi của mình chứ không cần bắt chước. Ở đây là cũng như thế. Đức Phật là biết là mỗi người, mỗi người mỗi cái tâm tánh, cho nên Đức Phật lập giáo là tùy cơ nghi. Pháp Hòa nhớ có một thiền sư Việt Nam, ngài nói một câu: thanh niên tự hữu xung thiên chí, hư hướng Như Lai hành xứ hành. Thanh niên tự có chí xung thiên, tức là thanh niên có chí tung trời thẳm, chẳng cần đi theo hướng của Như Lai. Không phải thấy người ta đi như vậy, mình phải đi như vậy mới đúng. Tại vì sao? Người ta cái đôi giày người ta, chân người ta to, người ta mang đôi giày to. Cái chân mình nhỏ, mắc chi mua đôi giày đó. Mình mua cái đôi giày đúng cái vừa cái chân mình. Có phải không? Mình bệnh cũng vậy. Thấy người ta uống bụng thuốc này nè, con mình nó mới có 2 tuổi à, đưa nó nguyên bụng, nó uống đi con. Bữa hôm bác má lên chùa, má thấy bà đã uống nguyên bụng với bà hết bệnh rồi. Uống xong nhỏ đi luôn. Tại vì người lớn uống cái liều lượng nó khác, con nít uống liều lượng nó khác. Cũng giống như cái ông mà ăn canh mà để muối vậy thôi. Cái chén canh nó nhỏ thì để một tí muối thôi là vừa. Còn tô canh nó to mới để nhiều. Ông nói có một chút muối vậy mà vô chén canh nó ngon vậy, mà chắc ăn nguyên chén nó còn ngon nữa. Ông để nguyên một cái muỗng muối vô thì cái chén canh nó mặn chát. Thì cái chỗ này Đức Phật muốn nói, Như Lai lập giáo cũng tùy theo cơ nghi của chúng sanh. Mỗi người mỗi cái cơ nó khác nhau. Cái cơ này là gì? Là căn cơ, là trình độ. Mà chia ra có 3 tạng. Ai biết 3 tạng không? Đức tạng, Tịnh tạng, Huệ tạng, đủ 3 tạng rồi. Phải không? Phải 3 tạng đó không? Cái giáo lý của Đức Phật á, nếu chúng ta nói vĩ đại quy mô thì tất cả lời dạy của Phật quy nạp vô 3 tạng. Lời dạy của Phật gọi là kinh tạng. Còn những cái gì nó thuộc về luật giới chúng ta gọi là luật tạng. Còn cái gì mà nó thuộc về giải thích gọi là luận tạng. Pháp Hòa ví dụ như cuốn kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân này thuộc cái gì tạng? Thuộc cái gì tạng? Hả? Thuộc luận tạng, kinh tạng hay luật tạng? Thuộc về kinh tạng, bởi vì đấy là lời dạy của Phật mà. Rồi bây giờ mình mới đem cái cuốn này ra, mình ngồi mình giải thích, thì chúng ta đang làm cái gì? Luận tạng. Rồi mai mốt đó, thí dụ Pháp Hòa giải xong cái bộ này, ai có thì giờ ngồi chép lại rồi chú thích, thành ra một quyển gọi là gì? Thí dụ như có thể đặt cái quyển là Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Luận Giải. Bây giờ chưa có luận giải, bây giờ mình giải những cái ý nghĩa trong kinh này thì gọi là luận tạng. Kinh, luật, luận. Chữ tạng nghĩa là gì? Chữ tạng nghĩa là chứa. Chữ tạng nghĩa là chứa. Vậy thì kinh tạng là cái tạng, cái bộ, cái chứa đó là chứa những lời Phật dạy. Rồi cái gì mà nó thuộc về luật giới thì gọi là luật tạng. Thí dụ như tam quy ngũ giới nè, bát quan trai giới nè, thập thiện giới nè, sa di giới nè, bồ tát giới nè, tỳ kheo giới nè, tỳ kheo ni giới, tất cả những cái đó nó nằm trong luật tạng hết. Rồi chẳng những như vậy, rồi bây giờ ví dụ như thầy đó thầy lỡ phạm cái giới đó thì phải xử như thế nào, phải cho thầy sám hối như thế nào, tất cả những sự đó nó nằm trong luật tạng. Rồi bây giờ luật tạng mênh mông quá, đọc vô cũng như rừng như biển, không hiểu hết, thì có một vị nào mà giỏi về luật, các vị đó sẽ giải thích cho mình nghe tại sao nói như vậy. Cái đó gọi là nó thuộc về luận tạng hết. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tam tạng kinh điển, ba tạng mà lại nói kinh trước, tại sao? Bởi vì kinh chiếm phần lớn.
Trong ba tạng kinh, luật, luận thì kinh chiếm phần lớn, cho nên chúng ta lấy cái phần lớn chúng ta gọi chung cho ba bộ, gọi là tam tạng kinh điển. Thay vì chúng ta nói tam tạng thôi thì ta chưa có hiểu hết, nó tam tạng kinh điển. Còn cái ông thầy nào mà ông giỏi về cái đó đó, ông giỏi về kinh, ông giỏi về luật, ông giỏi về luận thì chúng ta gọi là tam tạng pháp sư. Thí dụ như ngài Huyền Trang đó, chúng ta thường gọi ngài là tam tạng pháp sư Huyền Trang, vì ngài Huyền Trang giỏi kinh, giỏi luật, giỏi luận. Ví dụ như hòa thượng ở Việt Nam mình có hòa thượng Thiện Siêu, hòa thượng Trí Tịnh, những bậc đó chúng ta gọi là tam tạng pháp sư, vì các ngài giỏi kinh, giỏi luật, giỏi luận. Tiếng Phạn gọi là Tipitaka. Vì chữ tạng nghĩa là chứa. Vậy thì nếu mà đứng trên phương diện mà quy mô vĩ đại, tất cả lời của Phật dạy chúng ta gom lại có ba tạng. Giáo lý của Đức Phật chia hay lắm, các tổ chia rất là hay. Nếu nói quy mô thì nó có ba tạng. Còn nếu nói về thời gian mà giảng kinh, có năm thời. Nó, năm thời đó nó đi vào trong một bài kệ: Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Chỉ có bốn câu thơ mà nói tới năm thời gian nói kinh. Thời Hoa Nghiêm nè, thời A Hàm nè, thời Phương Đẳng nè, thời Bát Nhã nè, thời Niết Bàn Pháp Hoa. Nếu mà nói về thời gian thì có năm thời. Còn nếu về nói về trình độ cao thấp để độ chúng sanh, có năm thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Chữ thừa là gì? Là những chiếc xe. Thí dụ như bây giờ người ta mới vô tu, người ta mới thọ tam quy ngũ giới thôi đó, ta cố gắng ăn hiền ở lành, đó là nhân thừa. Họ tu ở trong cái mặt gì, nói về cái phương diện gọi là cái căn cơ phù hợp với khả năng của con người đó. Nhớ bỏ ác làm lành nha, la sanh lánh điều ác làm điều lành, tu năm giới gọi là nhân thừa. Tu cao chút nữa, bây giờ không phải là chỉ không có trộm cắp thôi mà phải bố thí nữa, không phải chỉ gọi là không nói dối thôi mà phải nói thiệt. Bây giờ không phải nói, đừng có nói những lời đâm thọc mà thấy người ta bất hòa phải nói những lời kết hợp. Hồi xưa không có, thấy người ta bất hòa lại nói thêm: thấy chưa, tôi nói rồi không tin tôi, phải nghe tôi, giờ đâu có khổ, nhỏ này chơi không được. Đó mình thêm vô đó. Bây giờ mình nói ngược lại: thôi chị, nói như con như cháu, mình đừng có giận nó làm chi. Mà tại chị không biết đó, chứ tôi rành nó lắm, cuộc sống nó khổ lắm, nó quẩn quá, nói bậy đó, đừng có buông nó chứ. Nói đừng cái sự hàn gắn để cho người ta đừng có mít lòng với nhau. Mình đưa cái tâm của mình hướng thượng gọi là thiên thừa. Cuộc sống dễ mà, đừng có nói những cái lời đâm thọc mà phải nói lời hàn gắn. Đừng có nói những cái lời ác ôn chửi rủa mà phải nói những lời hiền lành. Hồi xưa ai đụng tới mình là mình rủa dữ lắm. Ai mà lấy đôi dép của tôi đó nghe, về mang á, đi chân trái thì trật, đi chân phải thì té. Mình rủa vậy, mất có đôi giày thôi mà rủa ta. Giờ bây giờ mình cái tâm mình nó hướng thượng chút đi. Thôi chắc tại người ta cần người ta lấy. Mình không có đôi này, mình cũng có đôi khác. Không có chửi rủa. Còn duyên bắt đầu khi mình lên chút nữa rồi, bắt đầu tập nghe pháp. Mở băng giảng ra nghe. Mở băng giảng để mình nhờ cái nghe mà mình tâm tư mình nó hướng thượng lên nữa, gọi là thanh văn thừa. Không nghe pháp không có biết gì hết á, nhờ nghe pháp mà mở mang.
Bữa nay ai mà người lần đầu tiên tới nghe không biết gì, nhưng mà bảo đảm sao không biết gì được. Không biết nhiều thôi, nhưng mà cũng phải biết chút ít. Nghe, ồ, cũng hay ha, cũng có lý ha. Về mở tiếp nghe, nghe hoài mở mang, gọi là thanh văn. Bây giờ cái người này họ giác ngộ tu là nhờ nghe pháp nè. Rồi giờ mai mốt xa hơn chút nữa, duyên giác. Bất cứ cảnh gì cũng có thể quán. Nhân duyên nào, nhân duyên, nhân quả, quán hết các cái đó. Nó làm cho tâm tư mình thông ra. Cái đó gọi là duyên giác. Rồi mai mốt mình tu mình cao nữa, cái tâm mình nó rộng mở, mình rộng độ cho tất cả chúng sanh, gọi là Bồ Tát. Thành thử nếu nói ở trên phương diện cao thấp thì có năm thừa: thanh văn, duyên giác, nhân thiên, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Trong này mới nói Như Lai lập giáo cũng tùy theo cơ nghi của chúng sanh mà chia có ba tạng cho đến 12 bộ kinh. Hồi nãy Pháp Hòa thưa với đại chúng rồi ha, lời của Phật dạy nếu mà quy mô vĩ đại thì nằm trong tam tạng kinh luật luận. Nếu chia theo thời gian thì có năm thời: Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn. Còn đứng trên phương diện cao thấp để độ người thì có năm thừa. Còn đứng trên phương diện chi tiết lời dạy thì có 12 bộ kinh. Đó, ví dụ như những cái dòng chữ mà chúng ta đang đọc nè, những cái lời kinh vậy nè, cái này gọi là trường hàn, văn thể loại trường hàn. Trường hàn là gì? Dài, những cái kinh, bản kinh dài mà lời nói, không có phải thơ văn mà những lời nói. Rồi bây giờ mình cô động lại những lời này thành một thể thơ thì gọi là gì? Gọi là kệ tụng. Ví dụ như kinh Pháp Hoa đó, từng câu từng câu vậy. Thế Tôn đủ tướng tốt, con xin lại hỏi rằng Bồ Tát kia vì sao tên là Quán Thế Âm? Đấng diệu tướng từ tôn trả lời vô tận ý, vì hạnh nguyện Quán Âm cứu đời muôn vạn cách. Cái cách trả lời theo kệ như vậy đó, hiểu gọi là gì? Gọi là kệ tụng. Chia ra các thể loại, có khi là trường hàn, có khi là kệ tụng, có khi là nhân duyên. Là gì? Có một duyên do nào đó mà nói kinh. Ví dụ như bản kinh này là thuộc về kinh duyên, nhân duyên nè. Tại vì ngài A Nan đi khất thực rồi bị người ta sĩ vả, thầy của mình, ngài A Nan nghe vậy mới chạy về xin Phật, nói con bị người ta nói Phật như vậy đó, bây giờ con thắc mắc, người ta nói là mấy ông thầy tu không có trả hiếu, bây giờ con muốn biết trong đạo Phật có trả hiếu không. Đó, do câu hỏi của ngài A Nan mà Phật mới nói cuốn kinh này. Còn mấy bữa trước tụng kinh Vu Lan á, tụng cái chỗ mà kinh báo hiếu á, bấy giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Đáo bán lộ rành rành mắt thấy, tức là đi nửa đường thì thấy một cái đống xương. Đáo bán lộ rành rành mắt thấy, núi xương khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Phật thấy cái đống xương để bên đường, Phật tới Phật lạy ba lạy. Ngạ Nan thấy Đức A Nan trong lòng ái ngại, khó hiểu quá, chẳng hiểu sao Phật lạy đống xương. Vội vàng xin Phật dạy tường, xin Phật nói cho con nghe. Vì theo chúng con biết thầy là từ phụ của ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lạy cái xương khô? Tại sao vậy? Thầy là thầy của tất cả mọi người, của ba loài bốn cõi, mà tại sao kỳ vậy? Phật mới nói, Phật rằng trong các môn đồ
thầy là đệ tử đứng đầu dày công, bởi chưa biết đục trong cho rõ nên vì thầy tôi sẽ tỏ đôi đầu đuôi đầu. Phật mới nói: đóng xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài. Đóng xương này lâu vậy rồi, nhiều lắm ạ. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đấy. Tôi mà lễ lại là vì kính người tiền bối. Tiền bối là những bậc trước rồi. Cũng, nhưng mà cũng vì và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đóng xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Giờ xương hỗn tạp quá, không phân xương nam xương nữ, bỏ tùm lum vậy coi kỳ quá. Thôi thầy A Nan ơi, thầy hãy chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai, bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm không còn lộn lạo nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng tha thiết, biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài đang bây giờ làm sao đây? Rồi ngài mới nói: bây giờ khi họ còn sống đó, phải không? Thì còn mình có thể phân biệt được sao? Thế bây giờ phân biệt khỏi sai, ngài bèn xin Phật chỉ bày: bây giờ khó chọn lựa gái trai lắm à. Khó chọn lựa gái trai, xương hỗn tạp như sao chia? Không phân trai gái, gái trai khó biết lắm. Ngài bèn xin Phật nói. Phật mới nói: đàn ông thì xương trắng nặng, đàn bà xương nhẹ mà đen. Đàn ông xương trắng nặng hoằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Thầy có biết cớ chi đen nhẹ? Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra. Đó là gì? Nhân duyên. Có một cái duyên cớ, một cái duyên sự là Phật lại một đống xương để cho cái sự việc nó có một cái câu chuyện là Ngạ đang hỏi Phật tại sao như vậy. Ôi nhiều lắm. Tất cả những kinh điển mà có những cái vấn đề nó xảy ra mới bắt đầu nói kinh, thì cái đó gọi là nhân duyên. Có nhiều khi không có chuyện gì hết, Phật tự kêu nói. Như hồi sáng đi đám tang tụng kinh vô thường, kinh đó gọi là kinh tự thuyết. Phật không có ai hỏi gì, Phật tự kêu. Thí dụ như tự nhiên tối nay ra ngồi vậy, cái Phật Pháp Hòa mới nói: này các đại chúng, ở thế gian có ba việc không như lòng, không xứng ý. Vì là ba, đó là già, bệnh và chết kiếp người ta. Nếu không có sanh già bệnh chết, Như Lai đâu có mặt ở đây để làm gì? Để nói cái chuyện sanh già bệnh chết, để rồi chỉ cho mọi người con đường tu tập để hết sanh già bệnh chết. Không ai hỏi gì hết trơn, tự nhiên Phật bước ra, Phật nói vậy. Cái đó gọi là tự thuyết. Kinh đó gọi là kinh tự thuyết. Kinh Di Đà cũng là một dạng kinh tự thuyết đó. Tự nhiên Phật, tự nhiên ngồi đông đảo, cái Phật nói: thầy Xá Lợi Phất, từ đây quá mười muôn ức cõi, có một cõi tên là Cực Lạc. Ở đó có một vị Phật tên là A Di Đà, hiện bây giờ đang thuyết pháp. Và kinh tự thuyết. Rồi có những cái chuyện là hy hữu lắm mới xảy ra một việc, cái đó gọi là vị tầng hữu, chưa từng xảy ra. Mai mốt Pháp Hòa sẽ đem một bản kinh vị tầng hữu ra cho đại chúng đọc và mình học cái bản kinh. Chưa bao giờ cái chuyện đó có thể xảy ra được, mà nó có thể xảy ra, vân vân. Thì nếu mà nói về chia chẻ chi tiết, à kinh này lời Phật dạy thuộc về loại gì, thì cái đó gọi là 12 thứ. Chúng ta gọi là thập dị bộ kinh, 12 thể loại. Cũng giống như giờ mình làm thơ vậy đó. Hễ thơ mà 5 chữ kêu là ngũ ngôn. Thơ câu 6, câu 8 gọi là gì? Hả? Thơ lục bát. Còn thơ mà 4 câu 7 chữ thì gọi là thất ngôn tứ tuyệt. Còn 7 chữ mà 8 câu gọi là thất ngôn bát tuyệt.
Đó, rồi cái loại văn mà đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu tùy sanh tử dĩ phiêu trầm trục sắc thanh nhi tham nhiễm, gọi là biền nẫu. Rồi có khi là song thất, hai câu đầu là song thất mà câu dưới lại là lục bát, thể thơ đó gọi là thơ song thất lục bát. Còn có một thể thơ nữa là 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh, mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Tôi không ngủ mơ đâu, thật mà trời hôm nay đẹp lắm, không âm điệu gì hết, gọi là gì? Tự do. Thơ đó gọi là thơ tự do. Thì mình nhìn vô cái bài thơ đó, mình đọc cái thể thơ đó, mình biết đây là thơ loại gì. Còn ví dụ như người ta nói xong câu đó, cái câu cuối cái nó trở lại cái câu đó. Ví dụ như hồi xưa mình học là bà Huyền Thanh Quang là thơ thất ngôn bát cú nhiều lắm. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lơm khơm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông tở mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quất quất, thương người mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Thất ngôn bát cú. Còn nếu như mà có nhiều khi ta làm 7 câu đó mà ta thành ra 28 chữ, đó là gọi là gì? Nhị thập bát tú. Đếm chữ trong đó là rõ ràng 28 chữ. Thì mỗi một cái chữ trong đó như một vì sao. Ví dụ như một bài thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương đi. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sên bò nát ốc máu thầm rơi, chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào săn tiếng trả lời. Thì đếm chữ trong đó 28 chữ trong một bài thơ 4 câu, nhị thập bát tú. Thì kinh của Phật, những cái lời Phật giảng, có khi Phật muốn cho người ta dễ hiểu, Phật nói xong rồi Phật gom gọn cái ý đó trong một bài thơ. Thì bây giờ các cái loại đó ta gọi là gì? Trùng tụng. À, loại này loại trùng tụng nè. Hồi nãy nói cái ý ở trên rồi giờ gom xuống đây nói. Đọc văn dài dài đây, Trường Hàng nè. Ở đây 4 câu 4 câu là kệ tụng nè. Mở kinh này ra không thấy ai hỏi gì, Phật tự kêu Phật nói ô kinh này kinh tự thuyết nè. Rồi có một cái chuyện lạ lùng nó xảy ra, vị tằng hữu nè, kinh này nghĩa lý cao siêu quá, gọi là phương đẳng nè. Thì tất cả cái loại đó gọi là 12 bộ. Cái này Pháp Hòa đã nói nhiều lắm rồi. Còn ví dụ như Phật tự kể cuộc đời của Đức Phật á, Phật kể cuộc đời Đức Phật, kinh đó gọi là gì? Bản sanh. À, còn nếu mà Phật kể chuyện Bồ Tát, chuyện ông này ông kia gọi là bản sự. Nếu mà Đức Phật nói về cuộc đời của Ngài thì gọi là kinh bổn sanh. Còn Phật kể những chuyện công hạnh của Bồ Tát này, vị Bồ Tát kia gọi là bổn sự. Còn ví dụ như những cái kinh điển nào mà mình đọc vô mình nói Đức Phật thọ ký cho vị này mai mốt thành Phật, Phật vị ký thì này, cái đó kinh thọ ký. Thể loại đó gọi là loại thọ ký. Thọ ký là gì? Là ấn chứng, là xác định tương lai vị này sẽ làm việc đó. Mà chia ra có 3 tạng cho đến 12 bộ kinh, đạo hóa chia dòng, tùy theo tính tâm nông sâu, tức là cái đạo mình đem cái đạo mình hóa độ cho người ta tùy theo cái sự cao thấp của họ, tùy theo tính tâm nông sâu. Tính tâm nông sâu là sao? Cái niềm tin của mỗi người nó có cạn, có
có sâu, phải không? Thí dụ như mình giờ là nông hay sâu? Hả? Phải sâu rồi nha. Đi chùa nghe kinh tới giờ này mà ai nói một câu mà lung lay là nông à. Mình phải thâm tín chư Phật thì mới giai sung mãn được, thấy không? Theo tính tâm nông sâu. Bây giờ cái người mà ta tính tâm đầy đủ rồi á, thì mình nói những cái điều cao siêu. Còn giờ người ta nông cạn quá, ta còn cạn quá, ta vô người ta nhờ mình gì bác hết trơn. Ví dụ người ta nói thầy, thầy má con mất 30 năm rồi, xin thầy ghi tên cầu siêu. Siêu gì nữa giờ siêu? 30 năm rồi siêu gì nữa? Thôi về nhà đi. Thì mình đẩy bả đi luôn rồi đó. À, ta vô 30 năm ta muốn ghi cứ ghi. Cái bà cụ mất 30 năm nhưng cái bà con này mới tới chùa à, phải vì bà 30 năm độ bà mới tới, hiểu ý không? Cái đó mới là người biết làm đạo. Có 30 năm mà đầu thai mất đất ở đâu mà cầu khỏi. Thì cái bà đi thì bà đi đâu không biết, mà cái bà mới này mình đuổi nè, cái bà kia mình khỏi đuổi bà cũng đi rồi, còn bà mới này mình không khéo là mình đuổi bà nè. Thế quan trọng là cái người mới tới, nhưng mà không có cái người cũ, người mới đâu có chịu tới, có phải không? Cho nên mình phải hiểu cái đó gọi là hóa đạo theo dòng. Tùy theo tính tâm nông sâu, nông cạn hay là sâu thẳm, để chúng ta làm gì? Chúng ta nói ra mọi kinh điển biện duyên. Kinh điển nào cũng có cái duyên để chúng ta biện thuyết hết. Giống như kinh quyển này là thiệt sự Pháp Hòa cũng định lâu mà chưa đến lúc. Tự nhiên năm nay ở nhà nhiều nói biết hết chuyện là một chuyện. Và thứ hai nữa là trong lòng Pháp Hòa là muốn cho đại chúng ở đây được tụng cái bộ này. Mà cũng đúng ngay cái mùa báo hiếu nữa. Cho nên thôi vừa tụng xong rồi, thôi giờ mình vừa nói xong cái bộ kinh Đại Thừa Tứ Pháp thì nói bộ này, đại chúng vừa tụng xong nó còn rất là fresh. Cho nên mình nói, nói ra mọi kinh điển biện duyên khiến cho chúng sanh có thể liễu ngộ được thật tướng của các pháp mà chứng niết bàn giải thoát. Khiến cho chúng sanh có thể liễu ngộ, tức là nhận ra được cái chỗ rốt ráo của đạo lý. Chữ liễu ngộ là nhận ra được cái chỗ gọi là rốt ráo của vấn đề. Vấn đề này là gì? Là thật tướng của các pháp. Cái thật tướng của các pháp là gì? Là vô thường, là khổ, là không. Ví dụ như á, mình thấy bất cứ một cái sự kết hợp nào, sự có mặt nào, nó cũng đều là tạm thôi, không có thật đâu. Chữ thật đây là gì? Nó duyên thôi, nó duyên thôi. Tại có những vị hôm nay ở xa, chưa bao giờ được lâu lắm mới có dịp lên thăm Trúc Lâm, cho nên lái xe lên. Có những vị có người thân mất, cho nên lên chùa xin tụng kinh cầu nguyện. Ngồi đây mỗi người mỗi duyên. Có những người đi chùa mỗi tuần, mấy tháng nay bị dòng sông ly biệt và riết rồi chùa thành sớm vắng rồi mỗi người ôm cái tình buồn toàn chuyện Quỳnh Giao không ha, rồi cảm thấy mình như hải âu phi sứ. Cho nên mình có mặt. Cái thật tướng của các pháp là cái tướng thật của mọi việc đều là duyên sinh tạm có. Ví dụ bây giờ mình nhìn cái chùa này nè, cái tướng thật của cái chùa này là gì? Là duyên sinh. Do cây coi gỗ đinh đóng thành, có tượng Phật, có chuông mỏ, có ông thầy, chúng ta kêu cái chùa. Bây giờ mình dọn ra hết, mình để bàn ghế vô, trương cái bảng lên thành nhà hàng. Thành thử là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì nó không thật có. Cái này chút, cái kia chút, nó mới có cớ sự.
Cho nên hai cái người mà họ gây gổ với nhau cũng là duyên thôi. Họ hiểu lầm với nhau chút lâu ngày thành ra mít lòng. Chữ mít là nó lệch, cái lòng không còn, nó không còn cùng một lòng nữa, nó lệch riết cái kêu mít lòng. Lòng nó không cùng tương ưng nữa thì lâu ngày nó mít lòng. Cũng giống như đại chúng mà ăn không đúng giờ của chúng kêu là mít chúng, ta giờ ta ăn cho mình ngủ. Giờ ta ngủ cái mình đi lục. Ví dụ vậy là mít chúng. Thì mình sống với nhau mà riết là lòng nó không tương ưng nữa kêu mít lòng. Nó cũng phải có chuyện chứ đâu phải tự nhiên. Vậy thì cái duyên của nó, bây giờ nói ra xong, ôi vậy sao? Cái duyên nó hết cái què. Vậy thì tất cả cái thứ nó đều là duyên sinh thôi. Thật tướng của các pháp chẳng qua là duyên, phải có vấn đề chứ không phải tự nhiên. Hiểu được như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó làm sao? Nó chứng được niết bàn, nó có giải thoát. Chữ niết bàn là gì? Chữ nirvana, từ cái chữ nirvana. Chữ nơ là no, chữ vana là negatives. Khi nào trong lòng mình no more negatives thì lúc đó là niết bàn. Không tham là niết bàn, không sân là niết bàn, không si là niết bàn. Khi nào tâm mình ở một cái trạng thái không vui không buồn, bình thản, đó là tâm của niết bàn. Khi nào mà vui cười muốn chết luôn, rồi cái bữa nào buồn buồn muốn chết luôn mà ngộ vậy đó, vui cũng muốn chết mà buồn cũng muốn chết mà không thấy nó chết. No muốn chết, đói muốn chết, rầu muốn chết, vui muốn chết, cưng muốn chết luôn. Mà tới hồi ghét muốn chết luôn mà không thấy ai chết đó. Thành thử ra mình sống cái mình không có được niết bàn. Niết bàn là tâm bình thản. Cho nên á, nếu mà nói đúng nghĩa của chữ niết bàn phải có bốn yếu tố: thường, lạc, ngã, tịnh. Thường là gì? Vui cũng thế, buồn cũng thế, mọi việc bình thường. Ta khen, ta chê, bình thường. Ồ thì tại người ta thích thì người ta khen, bữa nào người ta không thích nữa thì người ta chê. Đâu có gì đâu mà lạ đâu mà phải vui buồn theo cái khen chê, phải không? Thí dụ cũng một cái trang trí đó nhưng mà hợp nhãn với người ta thì người ta nói đẹp, không hợp nhãn với người ta ta nói xấu. Chẳng qua là sự hợp nhãn và không hợp nhãn của họ thôi. Nhưng mà mình cứ buồn vui phiền khổ theo cái đó thì mình không thường. Và không thường cho nên mất đi cái an lạc. Vì không có an lạc cho nên mình không có được sự tự do. Vì không có tự do cho nên mình mới không có sự tĩnh lặng. Mất hết bốn cái yếu tố đó thì chúng ta mất niết bàn. Giờ ta khen ta chê, thường. Khen cũng thế, chê cũng thế, khả năng tôi tới đó hết, lạc. Tôi nấu tới đó là hết rồi, tôi làm được tới đó thôi, còn anh giỏi hơn thì anh tới phụ. Thường, lạc. Chữ ngã là gì? Là tự do, không bị ràng buộc. Thí dụ nè, mình đói bụng phải không? Tôi đói bụng quá, có gì cho tôi ăn không? Tại đây bây giờ tôi chỉ còn có bánh thôi. Ăn bánh ngon lành, đó là thường, đó là lạc, đó là ngã. Tôi đói bụng mà, quan trọng là có gì cho tôi ăn. Mà khổ, cái câu hỏi đầu nghe dễ thương lắm. Má má, con đói bụng quá, có gì cho con ăn má? Má nói, má mới luộc mấy củ khoai, vậy thôi hả? Thầy nó mới đầu nghe dễ thương lắm. Má ơi con đói bụng quá, má có gì cho con ăn không? Thì đã hỏi câu đó thì bà già bà nói có khoai luộc. Thì nếu mà cầm củ khoai luộc mà ăn ngon lành á thì mình mới có thật sự ngã, là có tự do. Trời ơi vậy thôi hả? Thôi cũng được, lấy củ khoai. Có đường không? Phải có đường chấm nha. Thành thử ra mình cũng có cái chữ ngã đây á, nó có nghĩa là tự do, không có bị ràng buộc. Cho nên cái câu mà thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn mà Đức Phật nói đó. Cái câu mà lúc mà đản sanh mà Đức Phật nói câu đó đó. Thì chữ duy ngã độc tôn là gì? Trên đời này chỉ có sự tự tại của tâm nó mới làm cho mình hết khổ thôi. Còn tâm mình còn dính mắc,
thường lạc ngã tịnh. Cho nên ở trên niệm ân đường á, nó có bốn khu vực. Pháp Hòa mới đặt cho bốn khu vực đó bằng bốn chữ: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Bốn cái chữ đó là nghĩa của chữ niết bàn. Người nào chết thì cũng muốn niết bàn, mà đâu phải đợi chết mới niết bàn, biết gì nữa là niết bàn. Sống phải có niết bàn, ăn phải có niết bàn, uống phải có niết bàn, đi phải có niết bàn, tụng kinh phải có niết bàn. Tụng kinh mà cứ ngồi lật hoài chờ sao không thấy hết nha. Phẩm này dài quá. Tụng kinh không có niết bàn. Lại Phật mà biết có 100 lại là hết, mà cứ lật hoài không biết còn mấy trang. Trời ơi, anh lo chi, người ta đã chia hết rồi, 100 lại là xong. Vậy mà vẫn không yên tâm, cứ lật hoài, chừng nào hết. Thành thử lại Phật mà trông cho nó mau hết. Cho nên khi nào mình có thường, lạc, ngã, tịnh, có niết bàn. Mà người có niết bàn là tâm không có bị ràng buộc, gọi là chứng niết bàn giải thoát. Chữ giải là mở ra, chữ thoát là vượt đi. Khi tâm mình không còn cột thì là có giải thoát. Nói một cách khác, giải thoát là ngược lại với chấp trước. Còn chấp trước là còn ràng buộc, mà ràng buộc thì không có giải thoát. Cho nên có nhiều người tới xin thầy ơi cho con xin được giải thoát. Hỏi ai trói ông? Nói dạ đâu có ai trói con. Vậy thì ông cần chi phải giải thoát? Nếu không ai trói thì tại sao phải đặt vấn đề là giải thoát? Thành thử ra thật sự ra niết bàn là một trạng thái khi tâm sống được bình an thôi, chứ không có gì hết. Cho nên thí dụ như người nào mà chết nhẹ nhàng, không có dùng dãy, không la hét, không đau khổ gì hết, là người đó chết niết bàn. Còn người mình hiện tại mình đang sống đây, mình nhẹ nhàng vô cùng với mọi sự mọi việc, cái đó là niết bàn. Mà cái đó mới là giải thoát. Và chính niết bàn và giải thoát là mục đích của người tu. Mình tu như thế nào mà đến cái tâm mình nó nhẹ nhàng trước mọi việc, mình biết tùy thuận, mình biết ứng hóa trong mọi vấn đề cuộc sống. Quý vị hiểu được cái chỗ đó này ha, thì mình đọc được cái chỗ này là mình học thêm chút nữa là mình Đức Phật nói lý do nào Phật có mặt ở đời này. Đức Phật ở có đời này để nói cho mình nghe những cái pháp thật. Cái nào khổ, cái nào vui. Mà mình thì hay nói lộn lắm. Cái khổ thì mình cho là vui, cái ràng buộc thì mình cho là giải thoát. Ví dụ như người đi, mình đi xuất gia là sống cuộc đời rộng rãi như hư không, thì không mấy người thích đi cái kiểu này. Thích kiếm người thứ hai, phân nửa, để làm chi biết không? Để quấn, để cột, để ràng buộc, để rồi ghen, rồi tức, rồi giận, rồi hờn đủ thứ hết. Cho nên nếu mà nhìn vô cái đó, thấy cái sự kết hợp đây là một sự ràng rịch. Không ai cãi, không chịu phải kiếm người sống chung để cãi. Không ai la hét, không chịu phải kiếm người sống chung để có ngày la hét. Thấy không? Bình thường chén dĩa của mình để còn nguyên, tự nhiên có người đó về, có nó bay từ từ. Giận quá cái chén nó bay, giận quá cái chảo nó bay. Cho nên ở một mình cũng đâu có gì đâu, không hạnh phúc. Cho nên mình thấy cái bản chất. Rồi ví dụ bây giờ mình khi mình sắm cái gì, mình biết là mình tạo cái gì là phải có những cái hệ lụy của nó. Vì mình thấy được cái hệ lụy của nó cho nên chúng ta phải giảm duyên. Tới đâu thôi, tới mức nào khả năng thôi. Khiến cho chúng sanh có thể liễu ngộ được thật tướng của các pháp mà chứng niết bàn giải thoát. Chữ chứng là gì? Chữ chứng là mình sống được với nó. Ví dụ như mình nói chứng đạo, tại vì mình không cảm nhận ra được cái đó cho mình không chứng. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay, mình thấy rất là ngon, ăn không có ngán mà ăn rất là khỏe, ăn rất là bình an.
chứng rồi đó. Còn cái người mà ta không chứng được tới cái chỗ đó, trời ơi ngán quá, ăn gì, ăn sao nổi. Thí dụ vậy, cái người ta không chứng được tới cái mức độ là ăn chay một cách ngon lành thì người ta cảm thấy nó rất là ngán. Và ta nghe mình ăn chay á, ta phục dữ lắm, tại vì người ta chưa chứng được tới chỗ đó. Nhưng mình thì mình chẳng thấy có gì phục hết, ăn thôi mà, có gì đâu không được. Cho nên đối với một người chứng đạo, mình thấy mình còn lè phè dưới này, mình hâm mộ lắm. Nhưng mà cái người mà ta chứng đạo rồi, ta thấy đâu có gì đâu, bình thường. Cho nên ta không có khoe. Cái người chứng đạo ta không có khoe, tại ta thấy bình thường. Còn mình lè phè dưới này, chứ mình thấy trên nó phi thường, mình cứ với lên. Rồi mình hỏi chứng là sao, làm sao để kêu là chứng. Anh chứng thì anh biết, mà tới chờ chứng được rồi thì chẳng muốn khoe gì nữa hết, tại vì nó là một trạng thái bình thường. Chữ bình thường này à, nhưng mà rất phi thường à. Bình thường mà không có nghĩa là mình khi dễ mọi sự mọi việc đâu, mà mình thấy được thật tướng của các mọi sự mọi việc hết. Vì thấy được thật tướng của nó cho nên không có gì mình dính mắc khổ đau hết. Thôi mình dừng đây, tuần sau mình học tiếp. Và chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.